Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài. Đức Thầy trở về, đờn có một giây, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Thân khùng đêm vắng khóc thầm, cựa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ này cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy. Giữa chừng đờn nỡ dứt dây, ngày 16 tháng 4 năm 1947, chưa vui buổi hiệp bỗng Thầy lại xa tỉnh say trong giấc mộng hoa. Mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tới đây từ biệt khắp cùng. Thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Trích trong quyền tử giá bồn đạo khắp nơi. Huỳnh giáo chủ viết năm 1940. Cụm từ đờn nỡ dứt dây. Chữ dứt nghĩa là tạm dừng khi thầy vắng bóng một thời gian. Khi nào thầy trở về, thầy sẽ tiếp tục khẩy đờn tìm lại người đạo. Ví như ngày xưa bá nha khẩy đờn ở bến hàm dương tìm bạn chi âm tử kỳ nói thơ rồi lại làm thơ. Tặng cho bá tánh để thời sau xem, đó lời văn tự ta đem. Nếu ai biết rõ lật xem thế nào, ta ở tấn ta sang tàu. Bây giờ về Việt ai nào rõ không, trải qua mấy khúc mấy sông. Tả lơn quê cũ của ông rõ ràng. Kiếp xưa kia, ngài là lục tổ huệ năng bên tàu. Hạ miền sớm thở chiều than. Ta đâu có sợ cơ hàn thân ta. Phú thi văn tự đậm đà gửi gần rồi lại gửi xa quá nhiều, thương cho ma quái tà yêu. Không coi đem vụt đốt thiếu mấy phần. Chê người ăn nói dần lân, nói hoài nói mãi ai cần mà nghe. Hết thơ phú tới lý vẻ, thương cho nhơn loại sợ e ngày cùng. Tới đây nạn ách trùng trùng. Bạc tiền tiêu hết như khùng như điên. Chê ta rồi mắc tội thiên. Lãnh phận lâm miền biết nói sao đây. Đờn kia còn có một giây một tớ một thầy hỏi biết làm sao nhìn đời như giấc chiêm bao ta đây biết trước tổn hao hết rồi thơ ta phải bá tánh coi đừng chê bai nữa thiệt thòi tấm thân người xưa trở lại quá gần tuy là cũ kỹ đáng cần nghe không mê chi màu sắc dập dồn chạy theo sang cả xác hồn ra cho ta là ông lái đưa đò buổi chiều ngươn cuối dặn dò bá ra văn thơ đôi khúc hề hà buồn ai đời tới kia cả không hay, buồn bên đông, buồn bên tây, Đờn còn chỉ có sợi dây chơ chèn. Khảy đâu đủ phí người khen, lắm lời hơn thiệt đua chen nhảm đàm, ta buồn tôi Phật cứ làm. Bơi đỏ rất khổ cũng ca một mình, chừng nào bá tánh minh minh. Địa cầu sáng dạng thì mình thành thơi này ta còn có mấy lời. Để lại trên đời hậu thế xem sao, như đờn giã nhịp từ tao đờn kêu ngôi phật bản giao hết rồi đờn kêu hiền hậu sống coi tu nhân tích đức thiệt thòi chút đi con trời dù gặp gian nguy đờn kêu trước khổ sau thì vinh quang đờn kêu trời đất đổi màn đờn kêu vũ trụ tuần hoàn chuyển mau đờn kêu khó thoát qua rào nghe thầy thầy chỉ tới mau gấp liền đờn kêu hãy dáng mà siêng công phu tu tập cho liền tâm linh đờn kêu trí huệ minh minh đờn kêu làm bạn tâm tình Phật vương, đờn kêu hiền hậu Phật thương, không phải mắc bị tai ương đâu trò, đờn kêu bài bổn thức giò, kỳ thi khổ sở gây go trăm phần, đờn kêu dạo khúc lần lần, đờn kêu chọn nghĩa tròn ân Phật kể, đờn kêu hãy nhớ xứ quê, trần gian ở chút rồi về nghe chưa, đờn kêu lão đợi đặng đưa, đưa về bến Phật sớm chưa nhẹ nhàng, lên thuyền bảo cái chàng Phan đờn kêu ông lão rừng tang là ta, đờn kêu lụy ngọc tuôn xa. Lạy trời mau chuyển cho qua buổi này, đặng sau tớ lại gặp thầy. Trường phước cho đầy ta đợi nghe dân, học trò chớ vội bâng khuâng. Chống trường tuy đổ lần lần đến thôi, bổn bài thì đã thuộc rồi. Chạy chi cho mệt mình ngồi nghỉ ngơi, người tu hiền hậu thành thơi. Kẻ hung gian ác Phật trời xử phân, kêu xa rồi lại kêu gần bá ra bá tánh nghe bần mau đi, mau mau bỏ bớt sầu bi. Giữ hồn gìn xác sau thì còn nguyên. Đờn kêu vũ trụ trinh nghiêng, con trời dân Phật bình yên hiền lành. dáng tu lọc lại tâm thanh, mặc kệ giật rảnh an phận rồi trao. Đờn kêu tu gấp cho mau, sóng bùa ba đảo chẳng có lung lay, vững tâm vững tánh hàng ngày. Đờn kêu Phật Pháp lập đại thưởng ban, đờn kêu đừng để dở giang non tiên lão bước cờ đảng thong trong, đức ngài cùng lại đức ông, chuẩn phê chấp bút thường công người lành. Bây giờ cũng đã thâu canh, ta nói quá dành đờn có một giây, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Biểu Sơn Kỳ Hương. Cầu, ta nói quá dành đờn có một giây, nghĩa là Đức Thầy hiện thân Bồ Tát mượn xác phàm nhiều lần để hoàng pháp cứu thế, tùy cơ ứng biến, khi mượn xác già, khi xác trẻ, khi xác nam, khi xác nữ, với chỉ có một điển linh của Đức Di Lạc Bồ Tát mà thôi. Tuy nhiều lần mượn khác hình tướng, nhưng chỉ một hồn linh, tức là đờn có một dây. Đức cậu bẩn sĩ vô danh thường nói, cổ nhân có một hồn phần muôn hình. Trích trong quyển đường về tả lơn trang 123 đến 126, Đức cậu bẩn sĩ vô danh thuyết, Thiền Thịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2014 Cậu bà Thanh Vân hỏi đôi lời kính cần dám thưa qua, mở lượng từ bi chỉ rõ mà. Thân thế hàng nào trong Phật quả, hiệu danh đẳng cấp trốn tiên gia, 36 tướng tài tài lắm. Một vị quân sư giỏi giỏi đa, những bậc trên đây như có thương tôi dại dột tỏ bày ra. Ta nói quá dành đơn có một giây. Bồ Tát Thanh Sĩ Họa đáp, người gần Thanh Sĩ mấy năm qua, chẳng biết là ai, mới lạ mà. Muốn biết tinh tưởng nơi vị quả, nhìn vào hạnh nguyện hiểu nhơn ra. Bao nhiêu xét cũng chưa nhiều lắm, gọi nửa duyên trần ấy thậm đa. Ớ hỡi, người kia muôn vẫn một, cần chi gạn hỏi mới tìm ra. Trích trong quyển Sấm Giang Đạo Khùng Trang 174, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2002. Tùy cơ ứng biến, một hồn linh Bồ Tát Di Lạc mượn môn xác phàm. Thầy tiên môn đệ tục, đạo tránh tín đồ tà, cha hiền sanh con giữ, tức bụng chị hằng nga hằng nga bóng vẫn sáng mặc dù nhiều mây áng khi ngọn gió thổi qua ánh trăng hườn tỏ dạng tỏ dạng là ánh trăng mây không thể cản ngăn cản ngăn chỉ phí sức không thắng nổi chị hằng chị hằng soi thế gian cho kẻ tối thấy đàn không vì câu danh lợi vạn cổ vẫn minh quang minh quang tánh của trăng như minh quang đạo hằng khoảng thế gian càng tối ánh quang minh càng tăng. Trích trong quyển lá thơ đông kinh quyển 1, trang 132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày 10 tháng 6 năm 1964. Mượn xác giả ngụy trang cứu đạo, mượn nữ nhân được dạo ta bà, nếu không, bị đắm hải hà. Làm sao tồn tại dựng nhà Phật Vương? Trích trong quyển quay về nguồn cội trang 250, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiên tịnh biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Phục lục, đờn kêu. Đờn kêu gánh hát ở đâu? Sao mà quá trễ ông bầu chờ trông? Giạp hát ở tại biển Đông. Màu đi vui lắm biển sông chảy dài. Hát cho bá tánh trần ai? Đào hay kép giỏi đem ngay cấp kỳ. Có đờn cứ hát mau đi. Đúng giờ bấm phím duy trì chế thôi. Đờn kêu gần hát đây rồi bá ra bá tánh chờ coi tập tuồng đem vàng bạc triệu ức muôn mời ra xem được vở tuồng hát hay đờn kêu chỉ có kỳ này hát rồi giã gánh bầu thầy cũng vong mấy ngày biểu diễn biển đông nhìn coi nhảy múa giữa dòng nước trôi mau đi ta khẩy đờn rồi giàu sang mới được dự ngồi để xem đủ đức hết tiền khuôn mặt chèm nhèm thiếu đức hết tiền nhào xuống bên thềm biển khơi đờn kêu sắp hát tuyệt vời cầm kỳ thi họa do trời đặt ra, hát này coi rất đậm đà. Màn son cũng ngộ đỏ mà trắng đen. Xem đi mê chết lấn chen. Mùa giàn hết của một phen phủi rồi, biển khơi tắm mắt dân ơi. Ở luôn dưới biển đừng trồi lên khô, hết đờn rồi tới lô tô. Khuyên đầy với đó chú cô dáng chờ. Hát không có dọn lên bờ. Hát rồi nóng nực nhảy thời tắm luôn, trên không mấy con chuồn chuồn dưới biển cá lội lệ tuôn rầm rề. Mong sao bá tánh đừng chê. Bần cùng nói chuyện tái tê dân tình. Trích trong quyển đừng hẹn tử thần trang 53 đến 54, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 2012. Sydney, ngày 2 tháng 11 năm 2023, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem